Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ vừa mới thông qua dự luật thuế của Đảng Cộng Hòa và đánh dấu thắng lợi quan trọng đầu tiên về mặt pháp lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được coi là thay đổi lớn nhất về thuế trong vòng 30 năm vừa qua của nước này. Với tổng số 224 phiếu thuận và 201 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật này lần thứ hai chỉ trong 2 ngày, khi Thượng viện cũng đã thông qua dự án trên vào tối hôm qua với kết quả 51 thuận và 48 chống. Tổng thống Trump đã sắp xếp một buổi ăn mừng với các nhà làm luật ở Nhà Trắng, nhưng chưa công bố thời điểm thông qua dự luật này một cách chính thức. Một số quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ đã đưa ra những chỉ trích nhằm vào dự luật thế vừa được thông qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nghị sĩ lãnh đạo thiểu số Chuck Schumer, chỉ có hai bộ phận tại Mỹ được lợi từ quyết định này là Nhà Trắng và các công ty lớn trên toàn quốc. Theo ông, động thái này sẽ giúp Đảng Dân Chủ giành được sự ủng hộ của dân chúng tại những vùng ngoại ô trong tương lai, theo dự luật mới này những liên doanh và cá nhân giàu có sẽ được cắt giảm thuế và tầng lớp trung lưu cũng được hưởng lợi